Các em thân mến, mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài 16, bài 17, bài 18 ở trang 45 trong cuốn sách Giải toán có lời văn lớp 2 nhé. Chúng mình đến với bài 16, đề bài như sau. Hà thu gom được 78 vỏ chai nhựa. Số vỏ chai nhựa Hà thu gom được ít hơn Minh, 15 vỏ chai nhựa. Hỏi Minh thu gom được bao nhiêu vỏ chai nhựa? Chúng mình cùng biểu diễn sơ đồ đoạn thẳng ra nháp nào. Bây giờ với bạn Hà thì mình đã biết số vỏ chai nhựa bạn thu gom được rồi. Mình sẽ biểu diễn là ứng với 78 vỏ chai. Tiếp theo là bạn Minh. Theo như đề bài ta thấy rằng là số vỏ chai nhựa Hà thu gom được ít hơn Minh. Như vậy là đoạn thẳng biểu diễn số vỏ chai nhựa của bạn Hà là phải là ngắn hơn, của bạn Minh phải là dài hơn. Do vậy của bạn Minh dài hơn. Và đây đang là số vỏ chai nhựa của bạn Minh mà chúng ta cần tìm. Bây giờ chúng ta dùng thước ta gióng thẳng điểm đầu điểm cuối thì mình sẽ nhìn ra được đó là gì nhỉ? Cái đoạn này là ứng với của bạn Hà ít hơn Minh là 15 vỏ chai. Vậy phép tính trong bài chính là gì nhỉ? Chính là phép cộng. Ta sẽ lấy cái đoạn ứng với 78 vỏ chai này cộng với cái đoạn 15 vỏ chai này là ra nhé, của bạn Minh. Phép tính là 78 cộng với lại 15. Đấy, bây giờ chúng mình sẽ đi viết câu lời giải nhé. Mình sẽ viết như sau. Minh thu gom được số vỏ chai nhựa là... hai chấm xuống dòng phép tính là phép tính cộng em ạ. 78 kem cộng với 15. Kem là tính ra nháp nhé. Thì ta được kết quả là bằng 93. Mở ngoặc đơn vị là vỏ chai. Đóng ngoặc. Xuống dòng đáp số 2 chấm. 93 vỏ chai nhựa. Chấm. Chúng mình đã xong bài 16 rồi. Tiếp theo là bài 17. Đề bài như sau. Năm nay bố Hiền 42 tuổi. Bố Hiền ít hơn ông Hiền 28 tuổi. Hỏi năm nay ông Hiền bao nhiêu tuổi? Mình sẽ biểu diễn đoạn thẳng nào. Tuổi của bố Hiền mình đã biết trước rồi. Mình biểu diễn trước. Đoạn thẳng này ứng với 42 tuổi nhé các em. Tiếp theo đến với ông Hiền thì chúng ta gióng thẳng điểm đầu này. Và theo đề bài là bố Hiền ít hơn ông Hiền. Ít hơn thì chúng ta biểu diễn số tuổi của bố Hiền là đoạn thẳng ngắn hơn. Của ông Hiền là đoạn thẳng dài hơn. Hỏi chấm tuổi. Và bây giờ chúng ta dùng thước chúng ta gióng thẳng điểm đầu điểm cuối thì mình sẽ nhìn ra được là cái đoạn này ứng với lại số tuổi của bố Hiền ít hơn. Đây là 28 tuổi. Như vậy để tìm được tuổi của ông Hiền thì phép tính sẽ là phép tính cộng nhé. Lấy tuổi của bố Hiền này ứng với 42 này cộng với 28 tuổi ở đây. 42 cộng 28 là phép tính trong bài nhé. Bây giờ chúng ta sẽ viết câu lời giải như sau. Năm nay ông Hiền có số tuổi là... hai chấm xuống dòng phép tính 42 cộng với lại 28 thì em tính ra nháp nhé. Kết quả ta sẽ được là bằng 70. Mở ngoặc đơn vị là tuổi. Đóng ngoặc. Xuống dòng đáp số 2 chấm 70 tuổi. Mình đã xong bài 17 rồi. Tiếp theo là bài 18. Đề bài như sau. Liên cân nặng 26 kg. Liên nhẹ hơn Hương 7 kg. Hỏi Hương cân nặng bao nhiêu kg? Cân nặng của Liên đã biết trước rồi. Mình sẽ biểu diễn trước. Đoạn thẳng này thể hiện cho 26 kg. Tiếp theo bạn Hương này. Chúng ta đọc đề ta thấy rằng là Liên nhẹ hơn Hương. Nhẹ hơn thì mang ý nghĩa ít hơn nhé. Đấy, tức là đoạn thẳng biểu diễn của bạn Liên, cân nặng của bạn Liên phải ngắn hơn. Thầy nói lại nhé. Nhẹ hơn thì mang ý nghĩa ít hơn. Ở đây Liên tương ứng với lại nhẹ hơn này. Tức là đoạn thẳng của Liên thể hiện của Liên phải là ngắn, của Hương phải là dài. Hỏi chấm kg. Ta dùng thước ta gióng thẳng điểm đầu điểm cuối thì mình nhìn ra được cái đoạn này ứng với cân nặng của bạn Liên nhẹ hơn. Đây là 7 kg. Vậy phép tính trong bài để tìm được cân nặng của bạn Hương, ta lấy sẽ đoạn ta sẽ lấy 26 này cộng với 7 nhé. Bây giờ chúng mình sẽ viết câu lời giải như sau. Hương cân nặng số kg là... hoặc em ghi ngắn gọn là Hương cân nặng là cũng được nhé. Phép tính ta sẽ lấy 26 cộng với 7. Em tính ra nháp kết quả là bằng 33. Mở ngoặc đơn vị là kg. Đóng ngoặc. Xuống dòng đáp số 2.33 kg. Vậy là chúng mình đã làm xong bài 16, bài 17 và bài 18 ở trang 45 cuốn sách giải toán có lời văn lớp 2 rồi các em ạ.